Dạ vâng, xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, làn da đẹp bao giờ cũng khiến cho chị em phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp hơn. Cho nên, nếu như chị nào bẩm sinh có được làn da trắng mịn, không bị nám, căng bóng thì đó là một điều cực kỳ may mắn ạ. Vì sao em Hoa lại nói như vậy ạ? Bởi vì nếu như chị nào vốn dĩ sinh ra đã có làn da đẹp thì không cần phải tốn quá nhiều chi phí đi spa hay đi thẩm mỹ viện. Nhưng vì cũng do chủ quan nên một số chị nghĩ rằng da mình đã đẹp thì không cần phải chăm sóc hay là dưỡng da bằng mỹ phẩm mà cứ để tự nhiên thôi. Và đây chính là một sai lầm lớn đó ạ. Bởi vì theo thời gian, cơ thể chúng ta sẽ lão hóa dần đi, khiến cho chúng ta ngày càng già đi. Từ đó da sẽ có nếp nhăn, có đồi mồi, có cả nám và có cả tàn nhang. Nhất là đối với những chị có độ tuổi từ 30 trở lên, hay là với những chị có độ tuổi tiền mãn kinh. Nếu như các chị em không thường xuyên bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của mình, thì các chị sẽ cảm nhận thấy rằng nhan sắc và sức khỏe bị lão hóa rất là nhanh. Và một trong những loại thuốc hay là thực phẩm chức năng rất cần thiết cho da hay là nội tiết tố của trẻ em phụ nữ đó chính là vitamin E. Vậy thì vitamin E là gì ạ? Vitamin E hay là tocopherol chính là một trong những chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn sự gây hại của các gốc tự do đối với tế bào, chống lại quá trình lão hóa của da, giúp cho làn da và mái tóc trở nên mịn màng hơn. Nó cũng thuộc nhóm vitamin có vai trò chất xúc tác trong các phản ứng của cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Vitamin E được chia làm hai loại. Thứ nhất là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên. Thứ hai là vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Vitamin E có nguồn gốc tự nhiên được chiết xuất từ những thực phẩm ví dụ như là đậu tương, mầm lúa mạch, ngô và hạt hướng dương vân vân, nói chung là từ các loại hạt ngũ cốc. Loại vitamin E thứ hai đó chính là vitamin E có nguồn gốc tổng hợp, tên gọi khác chính là alpha tocopherol. Đây chính là loại vitamin được sản xuất theo công nghệ hóa học. Giá thành có rẻ hơn E tự nhiên, thế nhưng về công dụng của nó thì không thể nào sánh bằng E tự nhiên được. Vitamin E được bào chế dưới dạng viên nang mềm. Sản phẩm này có nguồn gốc đa dạng của nhiều hãng khác nhau, cho nên là giá thành cũng rất là khác nhau. Thế nhưng, theo như tìm hiểu thị trường của bên em Hoa, thì trong tất cả các dòng thương hiệu vitamin E, thì vitamin E Mirola của Nga hiện nay đang được trẻ em phụ nữ ưa chuộng nhất, yêu quý nhiều nhất và được chị em phản hồi tích cực nhất ạ. Vậy thì tại sao vitamin E Mirola của Nga lại hot đến như thế ạ? Sau đây, em Hoa sẽ đi phân tích cụ thể về thành phần cũng như công dụng của E Mirola. Đầu tiên chính là về xuất xứ của sản phẩm. Vitamin E Mirola chính là một sản phẩm rất là nổi tiếng của thương hiệu Mirola của Nga. Một hộp vitamin E của Mirola có tất cả là 30 viên, được bào chế dưới dạng viên nang mềm, nên là rất là dễ uống và rất là dễ tan. Vitamin E Mirola thì có nguồn gốc hoàn toàn từ thực vật, mà như em Hoa vừa nói ở trên thì nó được chiết xuất từ các loại hạt ngũ cốc, ví dụ như là hạt hướng dương, đậu tương, mầm lúa mạch vân vân. Vì là E tự nhiên nên là nó dễ dàng hấp thụ và ít bị đào thải ra ngoài. Còn riêng với những dạng E tổng hợp ý, thì công dụng của nó chỉ bằng 1/4 so với E tự nhiên thôi ạ. Hơn nữa, trong một viên E của Nga có chứa hàm lượng vitamin E lên đến 270mg. Như thế này thì thực tế là hàm lượng của nó cao gấp 4 lần so với một viên E bình thường. Chính vì thế nên là nhiều chị em gọi đến, nó là đang uống mấy dòng E nát rồi là mấy dạng E khác thì không thấy chuyển biến gì. Nhưng mà sau khi chuyển sang uống dòng E Nga này rồi thì thấy mọi thứ đều thay đổi rõ rệt. Từ da cho đến tóc cho đến nội tiết trong cơ thể luôn ạ. Còn thực tế về hiệu quả của sản phẩm như thế nào thì sau đây em Hoa sẽ đi phân tích cụ thể cho mọi người thấy ạ. Công dụng đầu tiên của E đó là công dụng của E đối với sức khỏe. Thứ nhất là vitamin E của Nga có khả năng chống oxy hóa cực kỳ mạnh bởi vì hàm lượng của nó rất là cao, giúp bảo vệ tế bào và ngăn cản các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Cho nên là việc uống vitamin E của Nga là điều vô cùng cần thiết cho sức khỏe. Nó có thể giúp cho duy trì hệ thống miễn dịch được khỏe mạnh, từ đó giúp cho mọi người được tăng sức đề kháng. Vì thế, những ai mà chăm chỉ bổ sung vitamin E theo định kỳ thì sẽ rất là ít khi mắc bệnh nhiễm khuẩn về đường tiêu hóa hay là đường hô hấp ạ. Ngoài ra, vitamin E của Nga giúp cho mọi người giảm nguy cơ bị ung thư, bị bệnh tim, bệnh khớp và một số bệnh thoái hóa khác liên quan đến tuổi tác. Còn đối với những chị nào đang ở trong kỳ kinh mà bị đau bụng, bị đau lưng hay là giai đoạn tiền mãn kinh, bị các triệu chứng ví dụ như là mệt mỏi, có gas stress
thì việc bổ sung vitamin E là một điều không thể thiếu được. Bởi vì vitamin E không chỉ có công dụng giảm mệt mỏi, giảm đau bụng mà nó còn giúp cho các chị giảm đi các triệu chứng bốc hỏa, cáu gắt, stress ở giai đoạn tiền mãn kinh. Nói vấn đề này thực sự là em Hoa cũng muốn chia sẻ với các chị một chút, bởi vì là thực sự là em cũng bị gặp cái rắc rối về vấn đề trên, đó là mỗi khi mà kỳ kinh ấy, em đều bị đau bụng dưới này hay đau lưng, đau tới mức nhiều khi là phải nằm để mà chườm nóng thì mới đỡ. Thế nhưng mà từ ngày em đi khám và được bác sĩ phụ khoa kê cho uống vitamin E của Nga ấy, thì em thấy đỡ đi rất là nhiều. Và em không còn bị lo sợ hay bị ám ảnh mỗi khi kỳ kinh đến nữa. Cho đến bây giờ khi mà bổ sung đầy đủ vitamin E thì là em hết hẳn cái triệu chứng đau bụng dưới luôn rồi đấy ạ. Điều này thực tế thì chị nào đang dùng và đã dùng rồi thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được luôn, đúng không ạ? Không chỉ dừng lại ở đó đâu ạ, mà vitamin E của Nga cực tốt cho sức khỏe hay là về vấn đề nội tiết của chị em phụ nữ. Em Hoa sẽ đi phân tích cụ thể vấn đề này như thế này. Cụ thể hơn đó là nhiều chị em sau khi sinh con hay là càng lớn tuổi thì nhu cầu sinh lý ngày càng giảm đi. Vùng kín của chị em khi quan hệ với chồng hay bị khô, bị khan, bị đau rát và dễ bị viêm nhiễm. Điều đó nó khiến cho các chị không còn cảm giác khi gần gũi với chồng, hay là có nhiều chị tâm sự rằng rất là sợ khi phải gần gũi khi quan hệ. Điều này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến hạnh phúc gia đình luôn ạ. Cho nên, nếu như chị nào đang gặp phải những triệu chứng ở trên hay là có độ tuổi từ 30 trở lên thì hãy bổ sung ngay vitamin E của Nga để có thể tăng sản xuất hormone sinh lý của nữ. Từ đó thì các chị sẽ không còn bị khô khan hay bị đau rát khi gần gũi với chồng. Dạ vâng, trên là tất cả những lợi ích của vitamin E của Nga đối với sức khỏe và nội tiết tố của chị em phụ nữ. Còn sau đây chính là công dụng của vitamin E đối với làn da. Thứ nhất, đó là vitamin E có công dụng nó như một lớp màng bảo vệ da, giúp da khỏi tác hại của khói bụi này, ô nhiễm môi trường này. Vậy thì tại sao E nó làm được điều đó ạ? Bởi vì thực tế theo những nghiên cứu khoa học ấy, những làn da được cung cấp đủ vitamin E thì có đề kháng rất là tốt và không dễ dàng bị vi khuẩn hay là khói bụi gây hại. Thứ hai là việc uống vitamin E của Nga giúp cho làn da tự tin hơn, không bị đau, bị đỏ, bị rát khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và giảm đi tình trạng thâm sạm, nám da, tức là vấn đề tăng sắc tố của lớp biểu bì của da đấy ạ. Đó chính là công dụng chống oxy hóa cực mạnh của vitamin E hơn bất kỳ loại vitamin nào mà mọi người cần phải biết ạ. Thứ ba là cung cấp đủ vitamin E của Nga sẽ giúp cho da các chị em được mịn màng, trắng bóng, giảm nếp nhăn. Điều này thực tế là em Hoa đã dùng và đã kiểm chứng rồi ạ. Hay là đối với chị em nào có làn da yếu, mỏng hay bị mụn thì việc uống vitamin E của Nga là điều không thể thiếu được. Bởi vì vitamin E có công dụng kháng viêm rất là tuyệt vời, cho nên là nó có khả năng giúp hồi phục da và tái tạo da rất là tốt luôn ạ. Giờ thì các chị đã hiểu rằng vitamin E nó quan trọng như thế nào đối với chị em phụ nữ chúng ta rồi phải không ạ? Chính vì thế em Hoa mong rằng các chị đừng quên việc bổ sung đầy đủ vitamin E cho cơ thể ạ. Nếu như mà thiếu vitamin E thì cơ thể sẽ gặp rất là nhiều vấn đề rắc rối. Ví dụ như là bệnh lý đau thần kinh ngoại biên, bệnh thiếu máu và một số bệnh lý khác liên quan đến hệ miễn dịch. Ngoài ra, thiếu vitamin E còn dẫn đến một số tình trạng, ví dụ như là bị xương khớp, tổn thương thần kinh, tổn thương tế bào và một số bệnh lý ngoại khoa nội tiết, giảm khả năng sinh sản ở chị em phụ nữ. À mà có một điều em Hoa muốn lưu ý cho tất cả mọi người, đó chính là mặc dù vitamin E rất là quan trọng đối với cơ thể, nhưng mà nếu như cơ thể dư thừa vitamin E cũng dẫn đến rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng, ví dụ như là xuất huyết dạ dày này, ngộ độc vitamin E này, vân vân. Nói chung vitamin nào cũng không thể thiếu được, thế nhưng mà thiếu không tốt mà thừa không được, vì thế nên mọi người chỉ nên bổ sung đầy đủ thôi ạ. Vậy thì bổ sung vitamin E như thế nào cho đúng ạ? Mà cụ thể hơn đó chính là E Mirola của Nga. Với hàm lượng E như Mirola của Nga thì các chị chỉ cần bổ sung cho em Hoa 3 tháng liên tiếp, tức là 1 năm bổ sung thành 2 đợt như vậy thôi ạ. Bổ sung 3 tháng, sau đấy là các chị lại nghỉ. Nghỉ cho em một đợt tầm khoảng 3 đến 5 tháng sau các chị lại bổ sung tiếp một đợt nữa là được ạ. Mỗi một ngày, với những trường hợp 30 tuổi đến 40 tuổi là ngày một viên, còn với những chị mà tầm tuổi từ 50 cho đến 60 thì các chị uống cho em một ngày 2 viên sáng và tối. Nhiều chị có hỏi em là uống vitamin E như thế nào cho hiệu quả, tức là uống trước ăn, sau ăn hay là trong bữa ăn, thì em xin trả lời luôn rằng uống vitamin E là uống sau bữa ăn hoặc là trong bữa ăn là tốt nhất.
mà nhất là sau khi ăn trưa hay ăn tối, bởi vì là vitamin E nó tan trong dầu chứ nó không tan trong nước, cho nên là mình uống những khi đói là không thể hấp thụ được hết đâu ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hoa đã đi phân tích đầy đủ cho các chị về công dụng cũng như là về cách sử dụng vitamin E Mirola của Nga. Nếu như chị nào đang tìm hiểu hay là đang sử dụng sản phẩm mà có vấn đề gì thắc mắc vân vân thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em Hoa. Bên em Hoa sẽ tư vấn miễn phí cho các chị. Và bên em Hoa có cung cấp xỉ lẻ E và Omega chính hãng của Mirola. Em Hoa xin cam kết tất cả các sản phẩm bên em Hoa đều là hàng chính hãng, hàng chuẩn AU. Nếu như các chị phát hiện thấy hàng giả, bên em Hoa xin đền gấp 100 lần. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi bán vitamin E, nhưng hàng giả rất là nhiều. Điều đó khiến cho mọi người lo lắng hoang mang và mất đi niềm tin khi mua hàng trên mạng. Nhưng đối với bên em Hoa thì bên em cho khách hàng kiểm tra thoải mái rồi mới nhận. Và tất cả các sản phẩm bên em Hoa bán đều bảo hành, cho nên là mọi người hoàn toàn an tâm ạ. Vậy thì chị em nào có nhu cầu mua các sản phẩm làm đẹp bên em Hoa thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hay là hotline theo số điện thoại 0985 229900. Em xin cảm ơn các chị đã xem video của em. Nếu như mọi người thấy hay, mọi người có thể ấn like kênh, ấn theo dõi kênh và có góp ý gì em xin mọi người comment bên dưới video.